Chào anh em, hiện tại tôi đang có mặt ở khu vực đây là quận Đống Đa. Thì ở đằng sau kia tôi là cái tàu sắt trên cao đây ạ, đằng sau đây ạ. Đây là cái đường sắt trên cao, ở vị trí đây là đường lá. Tôi đang đứng ở trên cái tầng cao nhất của cái tòa nhà cho thuê này. Thì ngày hôm nay tôi muốn mời anh em cùng với tôi tham quan và trải nghiệm một cái tòa nhà cho thuê. Anh em cùng với tôi đến tham quan chi tiết về một cái tòa nhà đang cho thuê ở khu vực quận Đống Đa. Trước khi vào thăm chi tiết về cái tòa nhà này thì tôi mời anh em cùng với tôi tham quan ở trên cái bản đồ Google Maps để chúng ta thấy đây là một cái vị trí có tốt để chúng ta đầu tư bất động sản cho thuê không. Thì đây tôi đang search ở trên cái vị trí bản đồ đó là ở trên cái khu vực đó đường Láng, ngõ 242 đường Láng đây ạ. Định vị anh em nhìn thấy đây ạ. Đây là cái vị trí của cái tòa nhà này. Với cái vị trí cái tòa nhà này thì nó gần với cả ngã tư Sở. Đây ạ. Tôi sẽ zoom rộng ra để anh em nhìn thấy. Ngã tư Sở và đây nó gần với cả cái bên cạnh cái đường Láng, cách đường Láng chắc khoảng tầm 300 m, 3 đến 500 m. Và ở bên cạnh đó nó gần với cả Royal City của Vin. Ở vị trí này thì nó tiếp giáp với hai cái quận. Đó là quận Thanh Xuân và quận Đống Đa. Ở vị trí này nó gần với cả cái ga Láng ấy. Tàu sắt trên cao. Với cái vị trí này rất thuận lợi cho những ai đó là làm việc ở khu vực đó là Thanh Xuân này, quận Đống Đa này và Hai Bà Trưng đều thuận lợi. Đây là cái vị trí đây, tôi zoom rõ để anh em nhìn thấy cái đây là Royal City. Đây là ga đây, ga Láng đây, rất thuận lợi di chuyển và kết nối những cái giao thông tàu sắt trên cao với cả xe buýt. Tiếp theo thì tôi muốn mời anh em cùng với tôi đến tham quan chi tiết cái vị trí này. Đây, vị trí này thực địa đây. Đây là cái mặt tiền nó cực rộng, với mặt tiền nó là trên 9 m. Rộng thênh thang anh em, thiết kế mặt tiền theo phong cách đó là tân cổ điển. Với diện tích này thì một mặt sàn đó là 93 m². Đây là tầng 1 đây, có trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn. Đây là quả cầu này và cửa chống cháy này. Đấy, có báo đèn báo cháy này đầy đủ hết. Theo tiêu chuẩn thì hiện tại với cái diện tích 93 m² này được thiết kế đó là 11 phòng. Dòng tiền đem lại nó khoảng tầm gần 70 triệu, đó là một tháng. Thì hiện tại chủ nhà cũng trao đổi với tôi đang có nhu cầu đó là bán với cái bất động sản này. Với cái giá đó là 15 tỷ có thương lượng. Thì tiếp sau đây thì tôi sẽ muốn mời anh em cùng với tôi tham quan chi tiết một số cái phòng. Để xem thứ nhất là thiết kế công năng nó như thế nào và trong nó có những cái đồ gì. Ở đây thì là tôi sẽ mời anh em tham quan là cái phòng điển hình. Đây là một cái phòng điển hình ở đằng sau đây. Ở đây được cái thiết kế nó ở trước nó thoáng, sau đều có khe thoáng. Đây là cái phòng trong đấy ạ. Đây là một cái phòng tương đối cực rộng. Trang bị đó là nội thất cơ bản, nó là giường và khu vực bếp. Ở đây là khu vực nhà vệ sinh anh em nhìn này. Cực rộng rãi, cực rộng luôn. Ở đây là thiết kế đa số có cho Tây thuê được phòng studio. Ở đây thì có một cái khe thoáng đón ánh sáng và không khí, làm cho cái không gian thì nó sẽ dễ chịu hơn, mà người ở người ta thoải mái hơn. Đây ạ, đây là thiết kế tôi đánh giá cực kỳ nó tối ưu cho cái diện tích mặt bằng này. Với chất lượng xây dựng ở đây tôi thấy đánh giá rất cao, là nó độ hoàn thiện nó rất tốt, từ ốp lát này, tường trần này rất sắc nét. Đây, cửa đây. Cửa đây thì bằng gỗ công nghiệp. Thì ở đây thì thực sự là về cái cửa này tôi không thích màu lắm. Thích được cái sàn, màu sàn đẹp, thiết kế đẹp. Về sơn với cả cái chỗ khu vực đó là cầu thang này. Ở mỗi sàn đây sẽ thiết kế hai phòng. Thiết kế rất chỉnh chu, từ để chỗ điện này, bảng phòng cháy chữa cháy này. Đây là cái phòng tiếp theo, phòng điển hình. Đây là cái phòng phía trước. Đây có trang bị đó là nội thất, giường, tủ này. Và cơ bản ở đây thì mới đi vào hoàn thiện, đưa vào khai thác. Đây là cái lô ra này, vị trí này gần với cả Royal City. Anh em nhìn thấy đấy, những cái tòa nhà cao đấy là Royal City. Với cái vị trí này thì nhu cầu cực lớn, cho thuê cực kỳ dễ dàng. Đây là khu vực bếp đây, có đầy đủ đó là bếp từ này, hút mùi này, cơ bản tiêu chuẩn như một cái phòng studio. Đấy, tiếp đó là cái nhà vệ sinh tương đối rộng. Ở đây được cái lợi thế cái nhà vệ sinh cực rộng.
khu vực đó là để máy giặt. Tiếp đó thì tôi cùng anh em lên cái tầng trên cùng của cái tòa nhà này. Đây tôi đang đứng ở trên cái tầng mái trên cùng. Đây hiện tại vẫn làm cái trà để đường cái nước này. Trên này là đây, thang này thang thoát hiểm đấy anh em. Đúng theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy. Kia là Royal City. Cái vị trí cực kỳ đắc địa gần với ga đường láng đây. Quá đẹp luôn. Vị trí này rất thuận lợi cho anh em nào mà di chuyển đi làm và học tập từ Thanh Xuân hoặc Đống Đa đều được. Ở đây là cái khu vực phơi đồ. Phơi đồ rất rộng rãi thoải mái, có máy giặt. Nhưng khu vực này cũng ít ít dùng. Trên là hai cái téc nước thoải mái cho cư dân ở đây sử dụng. Ngoài ra tôi còn rất nhiều lô đất đẹp và tòa nhà có dòng tiền mạnh từ 50m2, 200m2 tại Hà Nội. Dịch vụ VPLand, tư vấn đầu tư phát triển bất động sản cho thuê. Thiết kế bất động sản cho thuê. Thi công bất động sản cho thuê. Quản lý bất động sản cho thuê. Môi giới, mua, bán, cho thuê bất động sản. Hotline 09455 683 66 hoặc 0354 641 925. Hoặc đăng ký thông tin của bạn theo đường link ở phần mô tả video này để được tư vấn sâu hơn.